đàn bà số khổ thường thuộc bốn con giáp này cả đời vất vả gian nan. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, mặc dù được mệnh danh là phái đẹp, phái yếu, nhưng đàn bà thì cũng có người nọ người kia, à, có những người thì gì được sống sung sướng, có được số chồng giúp đỡ nâng niu. Còn những người khác lại phải vất vả gian chuân cả đời, à, phải gồng gánh trách nhiệm cao cả của gia đình. Số trời đã định, những con giáp nữ có tên trong danh sách ngày hôm nay không chỉ là lận đận tình duyên mà còn có nguy cơ bị chồng bội bạc cả đời cơ cực bất hạnh. À Thưa quý vị, trong số 12 con giáp thì có 4 con giáp nữ được các nhà tử vi cho rằng đa số họ sẽ có cái số phận vất vả hơn những con giáp khác chi tiết sẽ được tử thông cùng quý vị luận giải trong chương trình ngày hôm nay à, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi quý vị nhé à, thưa quý vị à, con giáp khổ cực khó khăn đầu tiên đó chính là những người tuổi tý những người tuổi tý là những con giáp mà khổ từ trong trứng khổ từ trong trứng nước à, sao lại nói là khổ từ trong trứng bởi những nữ nhân tuổi tý thì có cuộc sống khá là khó khăn từ nhỏ không may mắn được xuất thân từ gia đình giàu sang như những người khác nên từ bé họ đã học cách gì lăn lộn để mà kiếm tiền để mà trang trải cho bản thân mình nhiều đứa trẻ tuổi tí sau cái giờ lên lớp thì lại phải quay về giúp đỡ gia đình để chúng thậm chí là không có cả một cái món đồ chơi riêng cho bản thân mình gian nan trên con đường sự nghiệp so với những người cùng trang lứa À, nữ nhân tuổi Tý thì luôn chăm chỉ học hành hơn Tuy nhiên ý, dù kết quả học tập có hơn người thì sau này cũng gì cái khả năng thành đạt cũng sẽ không cao họ luôn kém may mắn hơn đồng nghiệp nên trong nhiều lần cân nhắc vào cái vị trí cao hơn ý, thì đều bị loại trước Nói chung ý, con giáp nữ nào khổ nhất trong 12 con giáp thì tuổi Tý thường phải ngậm ngùi chịu cái cay đắng nhận về cái số phận của mình cái sự nghiệp không phải lúc nào nó cũng suôn sẻ à, đối với những nữ nhân tuổi Tý thì công việc nhiều khi nó vướng phải nhiều cái chướng ngại nên là dù bản thân có chăm chỉ hay là cố gắng thì cũng khó có thể mà vượt qua nếu mà họ chọn cách buông xuôi tất cả thì kết quả lại càng thảm bại hơn nữa đó vậy nên để mở gia tăng thêm cái may mắn trong cái vận trình của mình ấy, để được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân Tý thìn để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý quý vị nhé đó là con giáp nữ có số khổ đầu tiên tiếp theo tuổi thứ hai là phụ nữ tuổi mùi hy sinh cả đời vì gia đình đó đó là con giáp thứ hai là những người tuổi mùi à, thưa quý vị những người phụ nữ tuổi mùi thì luôn chấp nhận hy sinh vì gia đình họ sẽ cam chịu số phận làm hậu phương vững chắc cho người chồng của mình phát triển cái sự nghiệp từ bỏ cái sự nghiệp của bản thân để lo cho gia đình đa số những người cầm tinh con dê ấy là những người tháo vát năng động và thông minh khi mà bước chân ra ngoài xã hội họ luôn nhận được cái sự đánh giá cao của mọi người xung quanh à, tuy nhiên họ lại kìm hãm bởi chính gia đình của mình à, có nhiều người phải từ bỏ cái sự nghiệp cá nhân dù đang phát triển rất là tốt để chăm lo cho con cái và cho chồng con ai cũng không thể phủ nhận cái sự tỉ mỉ nhạy cảm của những người tuổi mùi chính vì thế làm việc gì thì con giáp này cũng suy nghĩ quá nhiều tự uh, đẩy cái bản thân mình vào những cái áp lực quá lớn. Trong tình yêu thì những người tuổi mùi có cái cách nghĩ khá là tiêu cực. Dù trong cái giai đoạn mặn nồng của tình yêu ấy nhưng mà cũng nghĩ đủ thứ về cái áp lực về con cái, về cái mối quan hệ với gia đình hai bên. Cái nỗi lo về cơm áo gạo tiền nữa. Thì đây cũng là một trong những cái con giáp khá là vất vả trong con đường tình duyên. Điều này khiến cho họ trở thành những cái người mà không tự chủ được về kinh tế và không làm chủ được về gia đình. À, nhiều người phụ nữ tuổi mùi sau khi từ bỏ sự nghiệp thì cảm thấy hối hận bởi cuộc sống ở nhà nó khá là nhàm chán chăm lo cho chồng cho con là hạnh phúc nhưng cũng là bổn phận của người phụ nữ tuy nhiên nếu mà không để họ vươn ra bên ngoài thì sẽ là hại chết họ không phải gia đình nào cũng thấu hiểu cái sự hy sinh của người phụ nữ đặc biệt là tổ ấm của những nữ nhân tuổi mùi họ còn bị cho là ăn bám và không có quyền để được thể hiện cái ý kiến đóng góp của mình một đời chăm lo cho gia đình nhưng lại nhận lại kết quả không hề như mong muốn tình cảm thì luôn chắc trở từ khi yêu thì những người phụ nữ tuổi mùi đã không được may mắn như những con giáp khác à họ là một trong số những con giáp phải yêu xa nên thường thiếu thốn tình cảm của người yêu à người chồng của mình dù lấy nhau thì cũng chưa chắc đã gì thoát khỏi cái tình huống này vẫn có thể là chồng một nơi vợ một nẻo phụ nữ tuổi mùi hy sinh nhiều cho gia đình nhưng mà cái người bạn đời của mình lại không hiểu được cái điều đó họ thường không coi trọng cái điều này khiến cho những người tuổi mùi nữ mệnh phải gì ngậm ngùi cay đắng những tưởng chồng sẽ luôn đứng về phía mình nhưng có lẽ đó là cái mong ước xa vời đối với bản thân à cuộc sống hôn nhân gia đình thì cũng gì khá là không xuân sẻ vợ chồng không hiểu nhau khiến cho tình cảm đối bên dễ bị dạn nứt và có cái dấu hiệu của sự chia ly bên cạnh đó à, con đường con cái của họ cũng không được như ý muốn vấn đề con trai con gái con ngoan con hư con giỏi con kém thì luôn gì à, khiến cho họ phải chịu nhiều cái áp lực về mình đó vì thế trong thời gian này để tăng cường cái vận trình tình cảm của mình cũng như là để hóa giải những cái áp lực trong cuộc sống và được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì những người tuổi mùi cũng hãy luôn nhớ nhé Mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, mão, mùi Để được trợ vận hộ thân à, Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú Và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ à, Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 Để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Mang lại cái may mắn, tài lộc, trọn đời Cho những người tuổi mùi Đó giúp hóa giải những cái xui xẻo trong hôn nhân cũng như là gì có được một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc hơn tiếp theo con giáp nữ số khổ thứ ba đó chính là những gia chủ tuổi hợi à, thưa quý vị tình duyên lận đận công việc thì không thuận lợi à, những nữ nhân tuổi hợi tiền vận không mới vất vả họ được bố mẹ bao bọc từ bé cuộc sống cũng khá là ấm no và đủ đầy tuy nhiên khi lớn lên Họ lại không được trời ban cho cái phước lành. Những cái chuyện may mắn đến thì ít mà cái chuyện xui xẻo ấy, nó hỏi thăm thường xuyên. À, trong thời gian này thì tình duyên nó cũng lận đận. À, từ khi mới bắt đầu biết yêu thì những người nữ mệnh tuổi hợi cũng như bao những người con gái khác mong muốn có một tình yêu chân thành. Xong cái điều này nó cũng không mấy dễ dàng với họ. Vì đối với bản mệnh ấy, cả thanh xuân của họ chứng kiến nhiều cái kẻ đến rồi đi những cô gái này không phải là những người cầu kỳ và yêu cầu quá cao đấy à, nhưng mà mãi vẫn không tìm được cái ý trung nhân của mình à, bản mệnh không phải là những người mà có nhân sắc bình thường nhưng số phận lại không mấy sáng sủa à, cũng có những người mà sớm tìm được cái hạnh phúc nhưng lại gì bị đứt gánh giữa đường đấy sợi dây tơ hồng cũng sẽ à, bị đứt đứt mất khiến cho bản thân bị tổn thương sâu sắc. Cái điều này khiến họ không còn tin tưởng vào những người khác nữa và gì khó có thể tiến đến hôn nhân được viên mãn. Hầu hết nữ nhân, những người tuổi hợi phải ngoài 30 thì mới được gì bình an bên những người thân. À, còn những ai mà kết hôn sớm thì đều khó có thể có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn như mong muốn. À, công việc thì cũng không mới thuận lợi. Những người tuổi tuổi hợi nữ mạng ấy cũng sẽ gì à, là một con giáp khá là khá là vất vả. Nếu mà nói về con giáp nữ nào mà khổ nhất trong 12 con giáp ấy, thì không thể thiếu tên của những người tuổi Hợi trong nằm trong danh sách này. Bởi không chỉ tình yêu và sự nghiệp của họ cũng khá ảm đạm. À, khi bé thì được bố mẹ cưng chiều, nhưng mà ấy, bản thân lại cái gì không hề có cái tính nghỉ lại. À, bản mệnh vẫn là luôn nỗ lực và phấn đấu tạo dựng cái sự nghiệp cho riêng mình. Tuy nhiên ấy, số phận an bài người con gái tuổi Hợi thì có được cái sự nghiệp gập gầy nên là khiến cho cái hôn nhân của họ à, cũng như là gì họ sẽ bị khổ đau rất nhiều trong cuộc sống à, nên ý, thì với những người tuổi Hợi trong thời gian này quý vị cần phải gì thường xuyên làm việc và thay đổi cái cách sống của mình à, giúp cho bản mệnh nó được tiến lên đó những điều này đôi khi nó khiến cho những người tuổi Hợi cảm thấy chán nản và không thể mà bộc lộ hết cái năng lực của bản thân chính vì vậy mà công danh lại càng khó mà đạt được đó vì thế mà để gia tăng thêm may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi hợi cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi đó là con giáp nữ có số vất vả đấy thứ ba tiếp theo thứ tư thì đó là những người tuổi dần đấy cao số nên là khá vất vả ai cũng bảo là gì phụ nữ tuổi dần đấy đúng không ạ cao số vất vả à, những người tuổi dần được ví như là cái con hổ dũng mãnh trong rừng xanh nếu là đàn ông ấy, thì rất là thành đạt tuy nhiên nếu là nữ nhân ấy, thì trái ngược lại hoàn toàn Tình cảm hôn nhân thì cũng không được thuận Nếu mà nói là con giáp nữ nào khổ nhất trong 12 con giáp ấy, Thì tuổi dần cũng sẽ có tên trong danh sách những con giáp này Về đường tình duyên thì cũng gặp khá nhiều cái trắc trở Nói chung ấy, mọi người đều tưởng hôn nhân của những người tuổi dần Sẽ là những người mạnh mẽ làm mọi chuyện được yên ổn À, trong đó cả tình yêu nữa. Tuy nhiên, ấy, cái điều này nó không đúng. Họ là những người con gái chịu nhiều cái hy sinh đấy, hơn là cái cánh đàn ông trong tình yêu. Họ là những con người mà sống tình cảm và hết lòng vì đối phương. Nhưng cái điều mà họ nhận lại thì thường không được như mong muốn. Nữ nhân tuổi dần thì luôn bị những bà mẹ chồng không vừa ý bởi họ có những có những cái ý nghĩ, có những suy nghĩ áp đảo nhà chồng. À, vậy nên không ít các cặp đôi rơi vào cái kết cục chia ly trong khi mà vẫn còn yêu nhau thắm thiết. À số mệnh này khó có thể hóa giải đó. À với những người tuổi với những người tuổi dần. Nói chung ấy, đến khi kết hôn rồi thì những người phụ nữ tuổi dần vẫn gì khó có được cái cuộc sống hạnh phúc như mình mong muốn. Vợ chồng có thể phải sống xa cách do là công việc hay là vì lý do khác nào đó. Cái việc này khiến cho họ một mình phải đảm đương tất cả mọi việc ở ở nhà và sự nghiệp của riêng mình thì cũng khó có thể phát triển được à không có được người chồng ở bên cạnh nên là phải vất vả chăm con và lo toan những cái chuyện của gia đình nhà chồng các bạn luôn bắt gặp ở đâu đó một vài cái hình ảnh người mẹ tuổi dần vừa phải bế con vừa phải dọn dẹp nhà cửa quý vị ạ à, trong cuộc sống thì cái tài lộc của những người phụ nữ tuổi dần cũng kém may mắn hơn những người khác vậy nên mọi chuyện diễn ra đối với họ cũng không được mấy xuân sẻ à trong cuộc sống thì có nhiều tình huống khiến cho họ cảm thấy mệt mỏi mà bản thân cũng không phải lúc nào mà cũng có đủ cái năng lượng để mà vượt qua à, may mắn thì ít đi mà cái tài lộc cũng không vượng à, khiến cho những bị mắc kẹt trong những cái chuyện liên quan đến tiền bạc à, người ta cũng thường nói đen đuổi đủ đường câu này đúng vận vào những người phụ nữ tuổi dần họ lại gì hay gặp phải những cái chuyện xui xẻo ở nhà không tránh được cái chuyện gì đổ cái nọ vỡ cái kia ra đường thì cũng không va cái này thì cũng chạm vào cái khác sự nghiệp vất vả, à, có những người kiếm tiền dễ như trở bàn tay, nhưng đối với lứa tuổi dần thì điều này không hề thuận lợi một chút nào cả. Nhiều người làm đụng cả đời cũng chỉ đủ ăn đủ mặc cho gia đình, bản thân thì luôn chịu nhiều cái thiệt thòi. Những người nữ nhân tuổi dần ấy là những người thông minh, chăm chỉ và có cái tính cách quyết đoán, Xong, con đường sự nghiệp của họ lại thường không được thông thuận. Nếu là những người làm công ăn lương thì số tiền hàng tháng cũng không dư giả làm mấy. Còn nếu là những người làm chủ về kinh tế, kinh doanh ấy, thì phải nỗ lực lắm mới duy trì được cái cuộc sống. Vậy nên, ai hỏi con giáp nữ nào mà khổ nhất trong 12 con giáp thì có lẽ đó chính là những người tuổi dần. Vì vậy, để cải biến số mệnh và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi dần cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần, ngọ, tuất để mà trợ mệnh hộ thân À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ à, quý vị cứ liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần đó là con giáp xui xẻo thứ tư à, thưa quý vị nếu quý vị đang thuộc một trong bốn con giáp trên ấy, và đang có một cuộc sống bế tắc như những gì mà tử thông chia sẻ ở trên ấy, thì quý vị cũng đừng quá tuyệt vọng quý vị nhé bởi những cái khổ này thì vẫn có cách để mà hóa giải à, từng nghe câu nói người hành thiện phúc tuy chưa đến thì họa cũng đã rời xa à, người xưa nói rằng người ác thì làm ba điều thiện thì ba năm sau trời ắt sẽ ban phúc quý vị hãy học hỏi và thực hành theo đó là cái cách duy nhất để quý vị có thể thay đổi cái số mệnh của mình hoặc là quý vị cũng có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy để mà trợ mệnh hộ thân cái việc đầu tiên mà quý vị nên làm đó là làm những cái việc thiện nói những cái lời thiện đấy nói lời thiện là nói những cái lời êm dịu nhẹ nhàng nhã nhặn những lời nói ôn tồn khiêm tốn chân thật thông hiểu tâm lý của những người khác có thể đem lại cái sức mạnh và nhiều giá trị tốt đẹp cho người khác à, những cái lời mà không đúng lẽ thì quý vị không nói mà hãy nói những cái lời thiện lành và mang lại những cái việc tốt đẹp cho người khác. Thứ hai là nhìn điều thiện, à, cái điều thiện là lý tưởng sống tốt đẹp mang lại cái sự an vui hạnh phúc cho mình cùng mọi người ở trong cái xã hội đó. Thưa quý vị, cái điều không đúng không chuẩn mực thì không nhìn. Vui thích nhìn thấy người thiện, xem sách thiện, tự xem xét cái lỗi lầm của mình chứ không nhìn vào cái việc xấu của người khác. Thứ ba là làm việc thiện. À, làm những việc thiện thường xuyên, tích nhiều cái phước lành, thì cuộc sống cũng được an yên. Ai cũng muốn luôn có cái phước lành bên mình. Và để có nhiều cái phước ấy, thì phải biết tu, phải biết làm nhiều điều việc thiện, hiếu thảo, giúp đỡ Và những người hoạn nạn, phát tâm cúng dường, cũng là những cái việc tích đức hành thiện để được cái nhiều cái phước lành. Những cái việc phi pháp thì tuyệt đối không làm. Đấy. À, mà quý vị phải thường làm việc thiện, mà không cầu mong báo ứng. Thì, nó cũng sẽ sớm thúc đẩy và cảm hóa mọi người xung quanh nói chung ấy nếu như mà những người này làm được ba cái việc ở trên ấy thứ nhất là nói lời thiện thứ hai là nhìn cái thiện và thứ ba thì làm việc thiện thì quý vị sẽ cũng có cơ hội để chuyển họa thành phúc nếu mà gặp nguy thì cũng sẽ hóa bình an và sẽ cũng sẽ có phúc báo đó đó là những lời khuyên và tử thông dành cho quý vị à, cũng mong là quý vị thấu được và À, có được một cái cuộc sống được hạnh phúc viên mãn hơn. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp, cụ thể là bốn con giáp nữ mang cái số khổ. Đó. Và chúng ta có bốn con giáp đàn bà số khổ ải, dễ phải chịu vận đen đeo bám, tình duyên thì vẫn là cuộc sống thì gặp nhiều khó khăn. Đó là những tuổi sau. Một là phụ nữ tuổi tí, hai là phụ nữ tuổi mùi, ba là phụ nữ tuổi dần và bốn là phụ nữ tuổi hợi đó là bốn con giáp nữ có số hẩm hưu dễ phải chịu vận đen đeo bám. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.